Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Quý lạy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh, chúng con cảm tạ Chúa vì ngày Thánh Nhật của Ngài. Ngài có ban phước trên hội thánh của Ngài, ban phước trên quý đầy tớ của Ngài và dân sự của Ngài. Giờ đây chúng con đến với lời của Ngài, chúng con cầu xin Thánh Linh của Chúa mang cho chúng con kinh nghiệm mọi chiều kích, mọi sự sâu nhiệm trong lời của Ngài, trong lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con cùng lớn tiếng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, cảm tạ Chúa, cảm ơn hội thánh. Dạ, kính chào quý đầy tớ Chúa. Dạ, kính chào quý cô bác anh chị. Hôm nay trong phúc âm Luca đoạn 17 từ câu 11 cho đến câu 19 với sứ điệp là không phải 10 người đều được sạch cả sao? Đây là một câu hỏi mà Chúa Giêsu dành hỏi cho người phung biết ơn quay trở lại để cảm tạ Ngài. Và đây là một sứ điệp như một câu hỏi đến tất cả quý tôi con của Chúa. Dạ, kính mời Thánh ngồi đi ạ. Vâng, dạ. Dạ thưa, cái bài học đầu tiên ở đây, Hội Thánh cùng học đó là Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem và trải qua xứ Samari và Galilee. Dạ. Nhằm khi vào làng kia có 10 người phung đến đón rước Ngài. Như vậy, cái bài học ở đây, đầu tiên ở đây đó là xứ Samari và 10 người bị bệnh phung củi. Thưa quý đệ tớ Chúa, thưa quý cô bác anh chị, đối với người Do Thái, đối với người Do Thái cổ ấy và người Do Thái đến thời của Chúa Giêsu, có hai cái điều rất là tồi tệ và hai cái điều đáng bị khinh bỉ, bị khinh thường, đáng sợ, rất là kinh khủng. Đó là một là người Samari, xứ Samari, và hai nữa là người bị bệnh phong cùi. Và ở đây tại cái xứ Samari lại có 10 người bị bệnh phong cùi. Quý vị chú ý nhé, xứ Samari, dân của Chúa, dân Israel, nói đó là dân lai đạo, dân bội nghịch và không giao du với người Samari. Người Samari rất là bị coi thường, rất là bị coi thường. Và ở trong Kinh Thánh Phúc Âm Dân đoạn 8 câu 48, khi mà người ta coi thường một ai thì người ta nói đó là dân Samari. Và một ngày kia chính Chúa Cứu Thế, Đấng Messia, Vua Giêsu, vua của dân Israel, nhưng mà đến khi những thầy thông giáo, những thầy dạy luật đã phạm thượng, đã nhà bán Chúa. Tôi xin đọc ở trong Dân đoạn 8 câu 48. Người Giu-đa thưa rằng, chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám. Đó, khi mà người ta khinh thường, người ta nhạo báng thì người ta sẽ nói là người Samari. Và Chúa Giêsu Christ, Đấng Messia, Đấng Christ và dân Do Thái, những người dạy luật, những người thông giáo, những người Pharisee đã nói ở trong Dân 8 câu 48, nói rằng chúng tôi nói thầy là người Samari, thầy là người bị quỷ ám. Đây là cái điều nhạo báng, đây là cái điều sỉ nhục. Như vậy, thứ nhất là xứ Samari, người Samari. Và thứ hai nữa, ở đây lại có 10 người bị bệnh phong cùi. Xin phép được nói qua một chút về cái bệnh phong cùi. Cái thời này ở trong Lê Vi Ký, nếu mà theo luật pháp, theo cựu ước, thì cái người bị phong cùi là bị đuổi ra khỏi trại quân.
rất bị sỉ nhục, bị cạo râu, bị xé áo. Những người từ đằng xa đến, cách xa là phải lấy bụi đất tung lên, hô lên, ô uế ô uế ô uế để cho những người khác đỡ chạm vào. Và bình phong cùi này là do bị cái vi khuẩn Hansen, nó ăn những phần da, nó ăn những cái tế bào thần kinh, nó ăn những tế bào ngoài da và ăn những thần kinh ngoại biên, làm cho cái người bị phong cùi nó mất đi cảm giác đau, nó rụng lên những cái khớp trên và những khớp dưới. Và cái thời kỳ, một cái thời kỳ phong kiến, ai mà bị phong cùi có thể bị chôn sống, có thể bị vất vào nơi hoang dã để cho thú rừng nó ăn thịt đó. Nên là bị phong cùi rất là đáng ghê tởm và đáng bị khinh bỉ. Như vậy trường hợp đầu tiên là trường hợp ở xứ Samari và 10 người bị phong cùi, có đúng không ạ? Đầu tiên là như vậy. Cái xứ sở này có đáng thương không ạ? Những cái con người, những cuộc đời của người 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 bị phong cùi có đáng thương không ạ? Và cảm tạ Chúa, mình nói về xứ Samari thôi, mình nói về người 10 người bị phong cùi thôi, nhưng mà đối với Chúa Giêsu, đối với Chúa cứu thế, đối với vua của thiên đàng, thì cái thế giới này có đủ tăm tối không ạ? Ngài ở trên thiên đàng cơ mà, có đúng không ạ? Còn cái thế giới này quá tăm tối, quá hắc ám, quá tội lỗi, nhưng mà Thiên Chúa đã giáng trần, Ngài đã đến trên cái thế giới này, còn hơn, còn bại hoại, còn tăm tối hơn cả xứ Samari rất nhiều, có đúng không quý vị? Và 10 người phong cùi kia là ghê gớm đó, là bệnh tật đó, là đáng sợ đó, là ô uế đó, nhưng mà vẫn chưa ô uế bằng một căn bệnh, đó là bệnh tội lỗi, có đúng không quý vị? Nếu mà Ngài không đến cứu cuộc đời của chúng ta thì cái tội lỗi đó còn đáng bị hình phạt, còn ghê tởm, còn kinh sợ hơn rất nhiều, có đúng không ạ? Về tội lỗi, đúng không ạ? Về tội lỗi. Nên cảm tạ Chúa, và ở tại xứ Samari và có 10 người bị bệnh phong cùi, ở một cái nơi bị khinh thường, và có những con người rất là ô uế bị khinh thường. Như vậy là đầu tiên xuất hiện những cái hoàn cảnh đáng chê, đáng trách, đáng thương, có đúng không ạ? Vâng. Và cùng một cái hoàn cảnh như vậy 10 người. Ta kính mời quý đệ tớ Chúa và dân sự của Chúa tiếp tục xem đến đoạn thứ hai. Xem đến đoạn thứ hai. Nhằm khi vào làng kia có 10 người phung đến đón rước Ngài đứng đằng xa. Quý vị có nghe thấy không ạ? Đứng ở đằng xa. Theo luật họ đâu có dám đến gần Chúa đâu. Đâu có dám đến gần Chúa đâu. Đúng không ạ? Không dám đến gần. Và đứng đằng xa. Và lên tiếng rằng: Lạy Giê-xu, lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Cái từ thương xót trong tiếng Hy Lạp là charis. Trong tiếng Hy Lạp là charis, nghĩa là một cái đứng bề trên, cái vị trí cao hơn hẳn, mà thương xót ban thưởng cho những người ở dưới một cách không xứng đáng, hay còn gọi là lòng trắc ẩn lớn lao đó. À, và từ charis này còn được dùng ở một từ, quý vị còn nhớ câu chuyện người thâu thuế và người Pharisee không ạ? Người Pharisee thì nói cầu nguyện là nói rằng: Thưa Chúa, con cảm ơn Chúa vì con là người Pharisee, con dâng phần 10 cần tây bạc hà, rồi con làm điều này điều kia công chính ở trước mặt Chúa. Nhưng mà người thâu thuế thì đứng ở đằng xa xa đấm ngực: Con là người có tội, xin thương xót, xin thương xót. Và cái từ thương xót này còn có một nghĩa nữa, giống như là huyết được dày ở trên nắp thiên vậy đó. Nghĩa là khi mà Chúa nhìn thấy cuộc đời của chúng ta thì Ngài nhìn qua dòng huyết của Chúa Giêsu, thì chúng ta được công chính, được tinh tuyền và được là thánh địa vị ở trước mặt Ngài. Amen. Giống như là trên nắp thiên được dày huyết ở trên đó và Chúa ngự ở trên đó. Nên là chúng ta được cứu,
được yêu, được đến gần Ngài, đó là bởi sự thương xót. Có đúng không quý vị? Amen. Amen. Như vậy, đầu tiên là xứ Samari và người bị phong củi. Rất là ô uế, rất là đáng thương, rất là đáng bị khinh thường, đúng không ạ? Rất là đáng sợ nữa. Thứ hai là cả 10 người phong đó, cả 10 người phong đó đều cùng một cái hoàn cảnh. Amen. À, 10 người phong đó cùng một cái hoàn cảnh, cùng một cái hoàn cảnh, cùng bị phong củi, cùng bị khinh thường, cùng bị đuổi ra khỏi trại quân, cùng bị một cái bệnh mà đáng sợ, đau đớn. Và 10 người đó cùng nhất sự thương xót của Chúa. Có đúng không ạ? À? Luca 17 từ câu 11 cho đến câu 18. Dạ. Như vậy 10 người như vậy cùng nhất cái sự thương xót của Chúa, nhận cái sự thương xót của Chúa. Dạ. Khi họ lên tiếng rằng lạy Giê-xu, lạy thầy, Rabbi, Messi, Quiz, xin thương xót chúng tôi cùng. Cuộc đời của chúng tôi là không còn gì để mất. Bây giờ bị phong cùi rồi, không chữa được, bị đuổi ra khỏi trại quân, ai muốn giúp cũng không giúp được, chạm đến là bị ô uế. Chúng tôi bị cạo râu, bị xé áo, phải tung những cái đất bụi khi có ai đến gần. Quá tủi nhục, không còn cái gì tồi tệ hơn rồi. Xin Chúa, xin Thầy thương xót. Đây là họ thật lòng. Họ kêu cầu thật lòng. Trong hoàn cảnh rất thật, trong bệnh tật rất là đau thương, rất thật. Ở một xứ sở rất là tệ, bị coi thường. Và Chúa khi Ngài thấy họ liền phán rằng, Ngài liền phán rằng, hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Ta chấp nhận, ta thương xót, ta chữa lành, ta yêu thương con, ta chủ động làm điều này, ta chấp nhận. Hãy đi đi, con sẽ được lành. Hãy đi đi, hãy đi đi, hãy chứng minh cho các Thầy tế lễ đi, thì con được lành. Con chứng minh, con được trở lại cộng đồng, con được chấp nhận, con được chữa lành. Cả 10 người, cả 10 người, cả 10 người. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Quý vị thấy từ lành hết thảy có nghĩa là gì ạ? Lành hết thảy là lành hoàn toàn. Hallelujah. Hallelujah. Tại một cái xứ sở bị khinh bỉ, có những con người đau khổ, tuyệt vọng, bị đuổi ra khỏi trại quân vì những cái căn bệnh đáng sợ. Người ta còn nói cái căn bệnh ấy là bị rúa xa, có đúng không ạ? À? Đau đớn, tủi nhục và đứng đằng xa. Trong cái xứ sở đó có 10 người phung đó, và cả 10 người phung đó cùng một lúc được thương xót, được chữa lành trong cùng một hoàn cảnh. Và Kinh Thánh ghi lại là được chữa lành hết thảy. Lành hết thảy nghĩa là sao ạ? Là lành hoàn toàn luôn, không phải là còn lại một ít, còn triệu chứng hay còn gì, được lành hết. Được lành hết luôn. Đây là một điều vô cùng vô cùng tuyệt vời. Và ở trong đây có một câu nói rằng hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. À, cùng tỏ mình cùng Thầy tế lễ chính tỏ rằng cái quyền phép của Chúa ấy làm sạch đến mức mà không phải chỉ là chữa lành dang dở, nhưng mà chữa lành hoàn toàn thì mới dám ra gặp Thầy tế lễ. Thầy tế lễ mới làm cái phép giống như là công nhận để được trở lại cộng đồng. Có đúng không ạ? Chữa lành hết thảy. Là ở đây câu 15, có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời. Lại đến sấp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari.
thương xót. Có 10 người cùng được chữa lành, có 10 người cùng được phục hồi lại cái cộng đồng, có 10 người đều được trong ân huệ như vậy. Nhưng mà chỉ có một người. Kinh Thánh ghi lại là chỉ có một người. Chỉ có một người trở lại để nói lời tạ ơn. Chỉ có một người trở lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Sao nhanh quá vậy? Mới đấy thôi, mới đấy được chữa lành thôi, mới đấy được cung ứng thôi, mới đấy hôn nhân được phục hồi, mới đấy được giải phóng ra khỏi những sự áp chế. Chỉ có mới đấy thôi. Có 10 người thôi mới được chữa lành thôi. Mà sao chỉ có một người còn nhớ để tạ ơn, có một người để nhớ để thờ phượng. Và đây là câu chìa khóa, đây là sứ điệp, đây là tên đề mục. Câu 17, Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: không phải 10 người đều được sạch cả sao? Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Sao cứ phải là mục sư mới có thể hầu việc Chúa? Sao cứ phải mục sư thầy truyền đạo? Không phải chỉ có những người đó mới được gọi. Chúng ta đều được cứu chuộc cơ mà. Chúng ta đều được Đức Chúa Trời thương xót. Chúng ta đều được danh phận làm con. Chúng ta đều được cứu khỏi tội lỗi. Chúng ta đều được thánh hóa. Chúng ta đều được kêu gọi cơ mà. Chúng ta đều được cứu từ địa ngục để đưa vào thiên đàng vương quốc sáng láng của con Ngài. Chúng ta đều được trong ơn đó. Amen quý vị. Mười người cùng được thương xót. Mà để đến bây giờ Chúa Giêsu mới hỏi: không phải 10 người, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Không phải 10 người đều được thương xót sao? Không phải 10 người đều được chữa lành sao? Còn 9 người kia ở đâu? Còn 9 người kia ở đâu? Tôi nghe, tôi đọc một số các báo, một số những cái lời tâm tình. Có những người chạy thần đấy, có khi mất hàng trăm triệu, chạy thần đấy, có khi mất hàng trăm triệu mà được lành ấy, còn vô cùng mang ơn bác sĩ. Có đúng không ạ? Mất tiền nhưng mà rất mang ơn, rất biết ơn. Có những người ấy, chạy dự án ấy, mất cả hàng tỷ nhưng mà nhận được những cái dự án lớn ấy, còn cảm ơn các nhà đầu tư, những cái người mất tiền tỷ. Rồi tôi nghe ấy, những người chạy án tù ấy, mất cả chục tỷ nhưng mà nếu mà được từ tử hình xuống chung thân rồi cũng còn cảm ơn nữa. Tôi nói thật đấy, có những cái án như vậy đấy. Nhưng mà còn người phung, còn những cuộc đời thoát khỏi cái án đoán phạt của tội lỗi thì sao? Từ địa ngục ở đó đời đời cho đến đời đời trong lửa, trong cô đơn, trong khóc lóc, trong nghiến răng, trong đoán phạt, mà Ngài kéo từ thế giới tối tăm bóng tối để đưa vào vương quốc sáng láng của con yêu dấu của Ngài. Từ địa ngục đến thiên đàng có đáng được biết ơn? Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Có đúng không ạ? 10 người cùng được sạch cả sao? Mà sao chỉ có một người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời? Đây là câu hỏi. Đây là câu hỏi cho không những chúng tôi, gia đình chúng tôi, quý đầy tớ Chúa, quý cô bác anh chị, nhưng mà đây là câu hỏi cho toàn thể cơ đốc nhân. Tất cả những người đã được yêu, được cứu, được lựa chọn,
tội lỗi được tha. Amen. Và không phải chúng ta đều được sạch cả sao? Được sạch tội cả sao? Thế còn 9 người kia đâu? Sao chỉ có một người Samari này? Một người mà dân của Chúa có lần coi như là chó vậy đó, mà khinh thường như vậy, mà sao cái người đó lại trở lại để phủ phục, để nói lời cảm ơn, để thờ phượng Đức Chúa Trời? Chúng ta tha rằng thấp hèn, tha rằng giới hạn, nhưng mà chúng ta trở lại với sự kêu gọi của Chúa, trở lại là người biết ơn Chúa, là người phục vụ Chúa, là người ca tụng Chúa, vẫn còn tốt hơn. Tha rằng như vậy. Và Chúa hỏi, đây là cái người ngoại quốc, thế vậy còn 9 người ngon lành kia, 9 người dân tiền kia, 9 người tốt đẹp kia, giàu có tri thức, ngon lành hạnh phúc kia, ở đâu? Sao chỉ có một người này trở lại? Tôi kể một câu chuyện, cũng không liên quan mấy. Cái thời kỳ mà Tổng thống Donald, cựu Tổng thống Donald Trump, ông chưa lên nhận chức, thì có một chuyến ông đi công tác, và cái xe của ông ấy bị lỗi, có vấn đề, bị hỏng và dừng ở bên đường. Có một người này chạy xe về để chuẩn bị sinh nhật cho vợ, thì thấy xe của một người bên đường đang bị hỏng và đang loay hoay. Thì cái người này rất là vội nhưng mà vẫn dừng xe lại và hỏi ông Donald Trump, người này không biết, và nói rằng, ông ơi, cái loại xe này tôi biết về kỹ thuật của nó, tôi biết về lỗi của nó, tôi giúp ông. Và cái người đó hì hục và sửa xong cho Donald Trump, xong người đó chào và đi. Thì ông Donald Trump mới nói rằng, ít nhất anh cũng phải cho tôi một cái tên, có đúng không ạ? Anh cho tôi một cái tên, và ít nhất anh cũng phải nói một cái yêu cầu nhỏ nhất mà tôi có thể cảm ơn. Thì cái người đấy nói tên của mình và nói rằng, nếu được thì một ngày nào đó vào cái ngày sinh nhật của vợ ấy, thì ông có thể gửi tặng một bông hoa hay là một bó hoa, tôi chỉ có yêu cầu như vậy thôi. Và đúng cái ngày đó thì những người đưa giao hoa ấy đến cái nhà của anh ấy và tặng một bó hoa rất là đẹp. Nhưng mà khi mà nhận bó hoa đó, người đó rất là vui và tặng cho người vợ, nhưng mà trong bó hoa đó rút ra có một cái tờ giấy, và cái tờ giấy đấy ghi rằng, tôi đã thực hiện đúng lời hứa thay cho lời cảm ơn, tôi xin tặng anh một bó hoa, và tất cả tiền nhà của anh mà nhà mà anh trả góp ấy, tôi đã thanh toán hết, ký tên Donald Trump. Đó là chỉ một cái sự biết ơn thôi mà đã được đáp đền như vậy. Còn Chúa của chúng ta có rất nhiều mão triều thiên cho quý vị. Amen. Mão triều thiên công chính, mão triều thiên vinh hiển đời đời, mão triều thiên sự sống, có rất nhiều các phần thưởng, các phúc phần cho quý tôi tớ Chúa. Amen. Và câu hỏi này Ngài đang hỏi, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Không phải cơ đốc nhân đều ở trong ơn cứu chuộc hay sao? Cũng được tha tội hay sao? Sao chả nhẽ là chỉ có một người đáp ứng lại thôi sao? Sao chỉ có số ít đáp ứng lại thôi sao? Tôi cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa, tất cả mỗi một quý vị đều là những người hầu việc Chúa theo cách mà Ngài kêu gọi quý vị, đều là những người trở lại sấp mình ở dưới chân của vua Giê-xu và nói lời tạ ơn Ngài, là những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngài không thiếu ơn, Ngài là đừng vô hạn, sự sức giàu Ngài là vô hạn, sự cung ứng của Ngài là vô hạn, tình yêu của Ngài là vô hạn, sự vinh hiển của Ngài là vô hạn ở trên quý vị. Ngài chỉ cần tấm lòng để đáp ứng lại.
cho dù mình thấy thưa Chúa con như là dân ngoại, con như người Samari, con rất giới hạn, nhưng con rất là muốn được phục vụ, muốn được đau phục, muốn được cám ta, muốn được ca tung, muốn được phục vụ Ngài. Cảm ơn Chúa. Amen. Bởi vì chúng con biết ơn Ngài. Chúng con là một trong những người được Ngài làm sạch, được Ngài thánh hóa, được Ngài kêu gọi. Cảm ơn Chúa. Và Ngài phán rằng: hãy đứng dậy đi, đức tin người đã cứu người. Chúng ta hãy bước đi với Chúa bằng đức tin. Hãy tin chắc rằng Ngài đã cứu chuộc chúng ta. Ngài ban cho đức tin. Như Thánh đồ Phao-lô nói: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng tôi sống bởi đức tin của con Đức Chúa Trời. Sống bởi đức tin của con Đức Chúa Trời nghĩa là sao? Nghĩa là Vua Giê-xu đứng Christ, con Đức Chúa Trời, Ngài làm được điều gì thì chúng ta tin điều đó. Ngài là đứng vô hạn. Kinh Thánh ở trong sách cuối cùng của Phúc Âm Giăng nói rằng: nếu mà người ta cứ từng việc mà Chúa Giê-xu đã làm và chép ra sách ấy, thì cả cái thế gian này không chứa nổi sách. Ngài làm rất nhiều điều vinh hiển, tuyệt vời, yêu thương. Và Ngài đã thương xót 10 người phụ. Nhưng mà chỉ có một người trở lại. Kinh Thánh chép như vậy. Cái tỷ lệ trở lại, tỷ lệ biết ơn Chúa hơi thấp. 1/10. Tính ra chỉ có 1/10 ở như đây tớ chưa nói. Và Ngài đang bỏ. Không phải cả 10 người đều được sách cả sao? Có đúng không ạ? Ngài có những. Mà chỉ có một người trở lại. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa qua lời của Ngài, đừng có để chúng con là ở trong số mà những người đã không còn quay trở lại, đã quên đi lòng biết ơn Ngài. Chúng con được kêu gọi để phục sự, đứng tối tôn, tối cao, đứng vinh hiển, đứng làm sạch cuộc đời của chúng con, đứng làm sạch tội lỗi của chúng con, đứng thánh hóa chúng con, đứng kêu gọi chúng con để trở lại ca tụng Ngài, phục vụ Ngài. Đừng có để chúng con ở trong 9 người kia. Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Hãy trở lại, hãy chuẩn bị tấm lòng để cho sự thăm viếng của Ngài. Chuẩn bị tấm lòng cho cơn mưa cuối mùa. Để là những con người sẵn sàng thờ phượng Ngài, sẵn sàng đầu phục Ngài, là trong những con người trong số nhỏ nhưng mà có lòng biết ơn đáp ứng lại với Ngài. Nguyện xin Ngài ban phước cho quý đệ tử Chúa, quý cô bác anh chị. Ở trong Phúc Âm Luca 17 từ câu 11 đến câu 19. Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Chúng con nói, chúng con đều là những người được Ngài làm sạch. Và chúng con nói rằng đây là lúc mà chúng con trở lại. Chúng con trở lại, chúng con suy phục Ngài, chúng con đầu phục Ngài, chúng con ca tụng Ngài, chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.